Và trên tay tụi mình đây đang là hai sản phẩm đình đám nhất của nhà Samsung vừa được ra mắt gần đây, đó là chiếc Galaxy Z Fold 4 và Samsung Galaxy Z Flip 4 5G. Cả hai sản phẩm này thì đều rất là sang trọng, đỉnh cao và công nghệ thì ngột trời luôn. Nhưng mà đặc biệt thì vẫn giữ lại cái sự trẻ trung cũng như là mới lạ. Cho nên là ngày hôm nay hãy cùng với lại Trinh Trinh và Huy, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một ngày cùng với lại hai sản phẩm này nha. Let's go. Đầu tiên thì hãy nhắc đến Z Fold 4 trước nha. Khi vừa được cầm trên tay thì thật sự mình phải say wow với thiết kế của Z Fold 4. Nhìn sơ thôi thì chúng ta tưởng là giống với Z Fold 3, nhưng mà cầm lên một cái thì thấy trải nghiệm khác hẳn. Viền màn hình đã được làm mỏng lại nè, trọng lượng thì được giảm đi bớt, bản lề qua bàn tay nhào nặng bởi các kỹ sư của Samsung cho ra trải nghiệm gập mở vững chắc hơn nè. Nói chung cầm nắm sướng tay hơn hẳn. Năm nay thì chúng ta sẽ có tới tận là 3 phiên bản màu sắc nhìn cực kỳ là trendy luôn. Màu đen phantom nè, màu kem metallic và màu xanh titan. Như trên tay của mình đây đang là màu kem nè, và phải nói là mình cực kỳ là đắm chìm vào cái màu này luôn. Và nó cực kỳ là sang trọng và quý phái, phù hợp cho cả nam và nữ đều được nha. Điểm tiếp theo mà mình rất là ưng khi mà trải nghiệm sản phẩm này, đó là từ sáng giờ mình bị rất là nhiều deadline dí nhưng mà vẫn hoàn thành rất là nhanh chóng. Đó là nhờ tính năng đa nhiệm nhiều cửa sổ trên chiếc màn hình siêu to khổng lồ này của Z Fold 4. Với màn hình chính lên tới là 7.6 inch nên mình có thể chia ra 3 cửa sổ để cùng một lúc làm được 3 việc được nữa. Một cái thì sẽ họp hành với đồng nghiệp, một cửa sổ thì sẽ mở tài liệu xem, còn một cái thì có thể ghi chú lại những điểm cần lưu ý. Khá là tiện lợi, phù hợp cho các bạn Gen Z ở thời đại năng động cần multitask thì đã có multi window trên Galaxy Z Fold 4. Năm nay thì chúng ta có hẳn thanh taskbar ở phía dưới giúp chúng ta có nhiều công cụ xử lý công việc nhanh hơn rất nhiều. Chứ kể là còn với chế độ flex mode thì còn tiện lợi, đặc biệt là hỗ trợ chỉnh file chính xác lắm luôn nha. Chà, mà sau khi học hành sau các kiểu thì mình cũng phải có lúc giải trí đúng không? Và đây chính là thời điểm mà mình cảm nhận được cái sức mạnh của con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Máy mạnh khủng khiếp. Từ sáng giờ trải nghiệm các ứng dụng hàng ngày là đã thấy nhanh, nhưng mà khi thử trải nghiệm game còn nhanh hơn rất là nhiều nữa. Mình thử PUBG đi ha, game chơi cực kỳ đã khi mà giật lag gần như là bằng không. FPS thì cứ 60 mà chạy bo, rất là ổn định. Những thao tác của mình khi mà máy đáp ứng cực kỳ tốt luôn. Còn thử với Liên Quân thì thêm một điểm cộng khi mà giống như HMAP, với phần hiển thị trên bản đồ được rộng hơn so với các điện thoại khác nữa, nên chơi cực kỳ sướng luôn. Máy xử lý hình ảnh, thử ăn cưa rất là tốt nên nhìn các nhân vật rất mịn nè, chơi đã mượt lại còn sướng mắt. Với mình thì một chiếc điện thoại nhỏ gọn, thiết kế độc đáo và đặc biệt là màu sắc thời thượng lúc nào cũng khiến mình trở thành tâm điểm quá nhìn, đó chính là Samsung Galaxy Z Flip 4 5G. Thế hệ này thì các phần bản lề được làm nhỏ hơn, giúp giảm kích thước của viền màn hình. Vì thế mà chiếc máy của chúng ta nhìn sẽ đẹp hơn rất là nhiều, cùng với lại các tông màu cực kỳ kẹo ngọt và trẻ trung luôn. Và nếu như bạn cũng muốn có những video như thế này, thì bạn chỉ mất khoảng không quá 1 phút để thực hiện. Không chỉ tập trung về chất lượng camera với khả năng quay chụp sắc nét, tối ưu màu sắc, mà thế hệ Galaxy Z năm nay còn trang bị những tính năng cực kỳ tiện dụng. Bạn đang chụp ảnh và bạn có thể chia đôi song song màn hình với chế độ Flexcam. Một phần màn hình chính là những bức ảnh mà bạn vừa chụp và một nửa còn lại chính là giao diện camera. Đặc biệt là nếu gập màn hình lại một góc 90 độ như thế này, bạn có thể lưu lại mọi khoảnh khắc ở bất cứ đâu mà không cần phải đem theo tripod. Và nếu như bạn cũng đang có một góc chụp chuẩn như thế này, đừng quên sử dụng chế độ hands-free vì bạn không cần chạm vào điện thoại nhưng mà vẫn có thể chụp được những tấm ảnh hay là video đẹp. Có những khoảnh khắc chỉ đến một lần và Quick Shot sẽ giúp chúng ta lưu giữ những khoảnh khắc ấy một cách nhanh chóng, dễ dàng và cực kỳ chất lượng khi mà tận dụng hai yếu tố là camera sau có chất lượng cao hơn cùng với lại màn hình phụ tiện dụng, mang đến cho người dùng những bức ảnh selfie thêm phần đẹp mắt nè, sắc nét và ấn tượng hơn. Và đó chính là cách để mình có được những khoảnh khắc thực chất cho những chiếc vlog mỗi ngày cùng với những bức ảnh thật là xinh đẹp. Một điểm thú vị nữa là màn hình ngoài của chúng ta thì có thể custom được rất là nhiều hình nền khác nhau, như thế này hoặc là như thế này. Quay trở lại thì tí nữa mình đã quên lời hứa thực hiện một chiếc clip cho các bạn rồi đúng không? Galaxy Z Flip 4 của chúng ta được trang bị chip Snap 8 cộng Gen 1 và RAM 8GB cùng với lại các bản bộ nhớ trong tùy chọn, thì chúng ta có thể edit trực tiếp trên điện thoại một cách dễ dàng và nhanh chóng. Và các bạn thấy rồi đó, chưa đến một phút thì mình đã có được một chiếc clip vlog rồi này. Đây chắc chắn sẽ là điều mà các bạn TikToker đang rất là cần đúng không nào? Galaxy Z Fold 4 đã phá bỏ mọi rào cản về điện thoại màn hình gập khi mà nó được trang bị nhiều tính năng xịn sò nè. Và đối với những bạn mà thường xuyên làm việc và phải multitasking thì đây là một thiết bị khá là tối ưu về trải nghiệm màn hình lẫn hiệu năng. Với mình thì một ngày trải nghiệm cùng với lại Samsung Galaxy Z Flip 4 5G thực sự là nó rất là trọn vẹn và toàn diện luôn.
lúc nào mình cũng cảm thấy là tự tin và tỏa sáng, bởi vì cái chiếc máy của chúng ta thì rất là độc đáo và sáng tạo, từ thiết kế cho đến cả những cái sức mạnh ở phần cứng, phần mềm, và đặc biệt là hiệu năng của nó thì nằm ở phân khúc bậc nhất nữa. Cho nên đây là một cái sản phẩm mà nó rất là phù hợp với những bạn trẻ Gen Z, đúng không nào? Vì vậy nếu như bạn nào mà chúng ta đã yêu mến hai sản phẩm này rồi thì các bạn đừng quên truy cập vào trang web của Thế Động để đặt hàng nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.